Đợt mưa lũ trong những ngày đầu tháng 8 này đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến một số tỉnh vùng Tây Bắc. Trong đó thì huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề với 6 xã bị cô lập do sạt lở, nhiều người chết và mất tích. Theo số liệu cập nhật mới nhất, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã có 6 người chết, 2 người bị thương và 7 người mất tích. Nhiều diện tích hoa màu, tài sản của người dân bị lũ cuốn trôi. Giao thông trên tuyến đường từ xã Giào San đi các xã Vàng Ma Trải, Xì Lờ Lầu, Ma Ly Trải tê liệt hoàn toàn. Trong đó thiệt hại lớn nhất là xã Vàng Ma Trải với 5 người chết và 6 người mất tích. Về tài sản, 15 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, nhiều ngôi nhà bị đổ tường, nứt vách, nhiều hecta lúa và hàng nghìn diện tích ao nuôi cá của người dân bị lũ cuốn trôi. Tổng thiệt hại ước tính khoảng hơn 2 tỷ đồng. Hiện tại công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích và cứu chữa nạn nhân bị thương đang được các cơ quan chức năng của tỉnh Lai Châu và huyện Phong Thổ khẩn trương thực hiện. Địa phương cũng đã huy động tối đa lực lượng để khắc phục những điểm sạt lở, làm đứt đường giao thông. Tuy nhiên, do mưa lớn vẫn tiếp diễn, địa hình đồi núi hiểm trở nên dự kiến trong vài ngày tới mới có thể khắc phục được sự cố này.